Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có anh với chị cũng đến mua quà để ủng hộ cho chị Loan đó cô chú anh chị. Anh chị đến mua bánh trung thu cô chú. Chị Loan đi Phan Thiết rồi, đi Mũi Né á. Có chồng bán nhà không? Dạ đi hết luôn á cô. Dạ thì hiện tại bây giờ là anh với chị cũng mua quà xong đó cô chú anh chị. Thì anh với chị cũng ra đi về chút. Anh mua rất là nhiều quà luôn. Dạ thì hiện tại phía trước cũng có anh bán vé số cũng đến nhà chị Loan để xin gạo từ thiện á cô chú anh chị. Phía trước kia cũng có chị cũng vừa đến luôn á cô chú. Hai anh chị đến mua bánh trung thu nha cô chú. Và phía trước thì cũng có anh với chị bán vé số của chú anh chị. Thì cũng đến nhà chị Loan để xin gạo từ thiện của chú. Hai anh chị này thì đến rất là nhiều lần luôn hả cô chú anh chị. Thì Quynh cũng thấy là ngày hôm qua cũng đến và ngày hôm nay cũng đến luôn hả cô chú. Phía trước thì anh chị cũng mua bánh trung thu xong và bây giờ thì cũng đi hả cô chú. Đây là hai vợ chồng cô chú anh chị. Thì hai vợ chồng anh này là đến nhà chị Loan cũng mấy lần rồi cô chú. Thì lên bây giờ thì anh chị cũng xuống ở dưới cửa sau cô chú anh chị, ngay cửa sổ phía sau cô chú. Thì ngày hôm qua là người nhà của chị Loan cô chú anh chị cũng nói rằng là hết gạo từ thiện rồi. Nhưng mà anh với chị này thì cứ đến miết rồi cô chú. Phía trước thì cũng có các anh chị cũng vừa đến nè cô chú anh chị. Dù chị Loan không có ở nhà nhưng mà khán giả cũng đến nha chị Loan mua quà rất là đông luôn á cô chú anh chị. Phía trước là ba người Đài Loan nha cô chú. Trưa ngày hôm nay thì có ba người Việt kiều Đài Loan.
các anh chị người Đài Loan, cho nên là nói tiếng Đài Loan của chú anh chị, người chú của Beken cũng không có biết được cái tiếng của chú. Dạ. Dạ. Không biết. Các anh chị này là người Đài Loan nha cô chú. Thì các anh chị cũng đến nhà chị Loan đã mua quà ủng hộ, nhưng mà tại vì nói tiếng Đài Loan cô chú, cho nên là chú của Beken cũng không có biết được cái tiếng cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là cũng có chị cũng vừa đến để mua bánh ủng hộ cho chị Loan cô chú anh chị. Phải nói rằng là chị Loan không có ở nhà thì khán giả cũng đến nhà chị Loan mua bánh trung thu để ủng hộ chị rất là đông luôn cô chú. Chị đến mua rong biển với mứt cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa nha cô chú anh chị. Dạ thì trưa ngày hôm nay cũng có anh với chị và các cô cũng đến nhà chị Loan để mua hàng ủng hộ cho chị Loan á cô chú. Chị mua được phần mứt cô chú anh chị và rong biển của chú.